Ủa? Gì vậy? Ê, cái ghế này bị lúc bay nè mày. Tao cứ cách rồi. Ashley. Tụi bay làm gì mà coi được á hả? Thì anh Hiếu vô sửa đi. Hành động này chỉ là để chữa cháy tạm thời. Việc bạn cần làm là liên hệ ngay với nhà sản xuất để được tư vấn chỉnh sửa. Đó là nếu bạn mua với số lượng lớn. Còn nếu bạn mua với số lượng nhỏ thì hãy sử dụng giấy và các tông chứ ai rảnh mà đi sửa cho. Đó là nơi khác sẽ như vậy. Còn Oval Xanh thì vẫn bảo hành cho khách hàng đầy đủ dù chỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Còn nếu chỉ duy nhất một cái có vấn đề thì dễ lắm, làm y như clip là được.